Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác một mẫu xe Merida R904. Xe được trang bị cấu hình full Shimano Sora. Bây giờ sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để các bác xem. Khung của chiếc xe là khung nhôm. Về tổng thể của chiếc xe thì có một vài vết xước nhỏ do quá trình sử dụng, tổng hơn cả là xe bãi thì không thể tránh khỏi. Bi đông của Ford là Dacia, là một thương hiệu nổi tiếng của Ý. Tay lắc Sora. Máy ơ bi vòng. Lốp 700. Đùi đĩa gạt đĩa. Đề full Shimano Sora. Phanh ba mặt. Bây giờ sẽ vào đánh giá chi tiết, chuyển động và đo sai để cho các bác xem. Sai của chiếc xe từ tâm trụ đạp đến khóa cộng yên là 50 cm. Từ khóa cộng yên đến tâm cổ phốt là 54 cm. Xe phù hợp cho các bác từ 1m64 đến 1m74 đi là phù hợp. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này. Các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Chuyển động của chiếc xe như các bác nhìn thấy ở trên hình này còn rất là mượt mà. Chiếc xe đang có giá bán bên em là 8,8 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943 để nhân viên bên em hỗ trợ. Ngoài ra các bác ấn đăng ký kênh cộng ấn chuông để xem được những video khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.